chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Thế Giới Đầu Câu. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một mẫu máy câu đứng, đó là mẫu máy câu Cutline CS5000. Đây, thì bên cửa hàng mình mới về một dòng size này thôi, đó là dòng size 5000. Con này thì cái size này thì mình có thể chuyên về công ngâm nha. Công ngâm đó là đánh cha, đánh tre, chép, trôi chẳng hạn. Đây, thì chất liệu của con này nó đều bằng kim loại hết nha anh em. Có mỗi cái phần này là nó bằng nhựa dẻo. Con này được sản xuất tại Made in China. Này. Màu sắc đen phối đỏ rất là đẹp, rất là sang, cầm rất là chắc chắn. Và tay quay thì nó cũng rất là êm nữa. Đây thì sau đây mình sẽ mở cái phần cối cho các bạn xem nha. Đúng là mình rất thích cái tiếng này. Đây là bên trong cái cối nha mọi người. Và cái con này, con máy này thì mình có thể đổi tay quay sang bên bên khác được nha. Mình có thể đổi tay quay hai chiều. Khi đổi tay quay thì các bạn có thể mở cái con ốc ở bên này này. Đây, các bạn mở con ốc ở bên này ra. Xong thì các bạn rút cái này ra và đổi sang bên này nhá. Bạn nào mà mới chơi á, mà đang tìm kiếm một cái dòng máy nào mà giá rẻ và rất là chắc chắn và sang chảnh, chơi lâu dài á, thì hãy mua em này ngay nha. Thì bạn nào mà quan tâm đến sản phẩm này thì có thể để lại số điện thoại ở bên dưới video, thì bên mình sẽ gọi điện và tư vấn trực tiếp, hoặc là hãy liên hệ với số điện thoại 0968 277 835 để được bên mình tư vấn nha. Hoặc là ghé cửa hàng đồ cơ Vinmart tại 186 Lê Lợi, phường 3, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh nha. Thì xin chào tất cả các bạn đã quan tâm và xem hết video của mình.